Xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh của mình. Để ủng hộ kênh của mình, anh em nhớ ấn vào nút đăng ký màu đỏ và ấn vào nút rung chuông để không bỏ lỡ những clip mới nhất mỗi khi mình lên những sản phẩm mới. Video hôm nay mình giao lưu với anh em một chiếc đồng hồ Sanco KS dòng Vanex, dòng máy cơ automatic. Chiếc này thì nó ở trong tình trạng là zin nguyên bản toàn bộ cả dây khóa luôn, trong tình trạng khá là đẹp. Chiếc này thì nó khá là ít gặp anh em nhé. Cái dòng KS Vanex này, form này nó khá là ít gặp. Kính của nó là kính vắt cạnh, vắt kim cương rất là đẹp luôn. Vắt 8 cạnh, kính lồi ấy, rất là đẹp. Niềng của nó là niềng mạ vàng, núm của nó là núm zin, có dập truyện logo KS, dây khóa nguyên zin, truyện Vanex. Dây khóa của nó là dây khóa đúc đặc, anh em lên tay nó rất là đầm và ôm cổ tay. Chiếc này thì nó có cái size mặt là 38. Một cái size mặt khá là to ở trên cái dòng vintage. Chiếc này thì nó sở hữu cái mặt đều là màu xanh navy, màu xanh navy, dạng hai màu. Ở cái viền giữa của nó thì màu xanh navy, còn rìa ngoài của nó là màu xanh đen. Các cọc số của nó là màu trắng vàng đổi khối. Cọc 12 giờ, 6 giờ và 9 giờ thì nó là cọc vàng. Còn thứ và lịch ngày thì nó là ở vị trí góc 3 giờ. Lịch thứ và ngày của lịch thứ lịch ngày của nó đều là lịch xe nhanh. Chiếc này thì nó có cả chức năng hacking stop khi chỉnh giờ anh em nhé. Rất thuận lợi khi anh em chỉnh giờ thì nó được chính xác hơn. Chiếc này thì nó là máy automatic chạy với dao động là 2 bit 28.800. Kim cọc vàng, bộ kim vàng nổi khối rất là đẹp. Dây của chiếc này còn khá là dài, tay 18, 15, 19 đeo thoải mái luôn. Mặt sau của nó thì anh em nhìn thấy nó có chuyện Sanco KS. Cái dòng này thì đáy của nó là đáy xoáy và không có medal mặt sau anh em nhé. KS 5626 dáng 71 80. Rất là đẹp. Chiếc này mình xin phép giao lưu anh em với giá là 6,8 triệu. Anh em nào quan tâm thì vui lòng liên hệ với mình theo số điện thoại 0913000067. Đấy cũng là Zalo của mình. Anh em kết bạn để có thể xem được những hình ảnh chi tiết, video, ảnh máy nếu như anh em có nhu cầu. Xin chào anh em và hẹn gặp lại ở các clip sau.